Bạn muốn đi đào hóa thạch với ai? Miu Miu ơi. Bật radar. Radar cho thấy có một số hóa thạch khủng long ở đây. Hãy đi tìm chúng. Quả thần kỳ hoa. Quả thần kỳ hoa. Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi tìm thứ này được không? Tôi sẽ cho bạn một phần thưởng. Bạn cứ tin ở mình. Giúp chú chuột nang tìm thứ nó muốn. Quả thần kỳ hoa. Đây là thứ chú chuột nang đang tìm kiếm. Hãy mang cái này đến cho chú ngay. Cảm ơn bạn. Đây là những gì tôi muốn. Đây là phần thưởng của bạn. Yeah, thật tuyệt. Đào xuống để tìm thêm hóa thạch. Qua, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Ở đằng kia, đi thôi. Qua, có một hóa thạch ở đằng kia, đi thôi. Hóa thạch được đào lên hết rồi, quay trở lại bề mặt. Chào, tôi là bé Hiệu. Bạn có muốn chạy đua xem ai nhanh hơn không? Ok, chúng mình hãy tổ chức một cuộc thi đi. Hãy xem ai sẽ về đích đầu tiên. Này này, tôi thắng rồi. Hãy thử thách lại lần sau. Tức thật, lần sau mình sẽ thắng. Hãy thử thách một lần nữa.
Chào, tôi là bé Hiền. Bạn có muốn chạy đua xem ai nhanh hơn không? Ok, chúng mình hãy tổ chức một cuộc thi đi. Hãy xem ai sẽ về đích đầu tiên. Tuyệt quá, mình thắng rồi. Tôi thua rồi, bạn tuyệt quá. Đấy là phần thưởng của bạn. Quả thần kỳ hoa. Đi nào, cho máy. Đi theo tôi. Đi theo tôi. Có hóa thạch. Đi nào, cho máy. Đi theo tôi. Có hóa thạch ở đây. Yeah, đã thu thập hết các hóa thạch rồi. Chúng mình hãy quay trở lại thiên đường khủng long. Đây là hóa thạch mình thu thập được. Hãy giúp mình hồi sinh chú khủng long này. Khủng long ăn cỏ. Tuyệt vời, khủng long đã được hồi sinh thành công. Không sao, tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Chúng ta có khủng long mới, hãy đi tìm một số loài khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Có một cuộc gọi đến. Trả lời cùng nhau. Loài nào sau đây là thằn lằn màu gần? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Thằn lằn màu gần ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Điều gì đặc biệt về thằn lằn màu gần? Không đúng rồi, thử nghĩ. Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé.